Dạ bây giờ mời các anh các chị, thứ nhất là Linh Thu cảm ơn ngồi tới giờ này. Bây giờ mình đi lên miền núi chơi. Bây giờ tôi ca xong rồi tôi đi về trước. Ok. Quên, làm sao quay được? Làm sao quay được thôi. Lên lên tìm mấy cô sân nữ mà ca ha. Sân nữ ơi vậy hả? Tại vì sân nữ, sân nữ ca chị. Một đêm trong rừng vắng cho cô thương nữ mình cười khúc khích đó hả chị? Không biết. Chị ca bài sướng nữ ca hả? Nghe đi rồi biết. Một bài sáng tác của Thảo Linh, Lá Thư Tây Nguyên. Cha cha cha, mời quý vị ra. Cha cha cha. Đôi tay non như muốn